Nếu bạn là người duy nhất trên trái đất này thì bạn có cảm nhận gì? Hãy tưởng tượng bạn là người duy nhất trên trái đất, khi ấy bạn sẽ không còn mong muốn gì cả. Việc vẽ tranh có ý nghĩa gì nếu như không có ai để nhìn ngắm? Việc viết nhạc có ý nghĩa gì nếu không có ai để lắng nghe? Việc phát minh có ý nghĩa gì nếu không có ai để sử dụng? Và sẽ không có lý do gì để bạn đi du lịch, bởi vì bất cứ nơi nào cũng sẽ đều như nhau, đều không có ai ở đó. Và sẽ không có sự thích thú hay niềm vui trong cuộc sống. Vì vậy, những mối quan hệ là cái điều mà nó ảnh hưởng đến cuộc sống của bạn nhiều nhất. Để có được cuộc sống như mơ ước, điều quan trọng là bạn phải hiểu được các mối quan hệ đang ảnh hưởng đến mình như thế nào trong hiện tại. Và làm sao để biến chúng trở thành nguồn tạo ra lòng biết ơn và khiến cuộc sống nó thay đổi một cách diệu kỳ. Những người thường xuyên thực thi lòng biết ơn sẽ có được mối quan hệ bền chặt với gia đình, với bạn bè và những người khác sẽ có cảm tình với họ hơn. Lòng biết ơn khiến cho mối quan hệ phát triển. Khi gia tăng lòng biết ơn trong bất cứ mối quan hệ nào, bạn sẽ nhận được thêm rất nhiều điều hạnh phúc và tốt đẹp một cách kỳ diệu. Lòng biết ơn không chỉ thay đổi mối quan hệ của bạn mà nó còn thay đổi chính bản thân của bạn. Bất kể hiện bạn đang như thế nào thì lòng biết ơn nó sẽ giúp cho bạn có thêm sự kiên nhẫn, có thêm sự thấu hiểu, sự đồng cảm và sự tử tế nhiều đến mức bạn không còn nhận ra được bản thân của mình. Những bực dọc nhỏ nhặt mà bạn từng có, những phàn nàn bạn từng bận tâm trong một mối quan hệ nào đó, nó sẽ lập tức biến mất bởi vì bạn thật sự biết ơn người kia. Bạn sẽ không phê phán, không phàn nàn hay đổ lỗi cho họ bởi vì bạn quá bận rộn với việc bạn biết ơn những điều tốt đẹp về họ. Bạn cần phải nhớ rằng khi bạn phàn nàn về bất cứ ai thì thực ra bạn đang làm hại đến chính cuộc sống của mình. Chính bạn sẽ phải gánh chịu, bởi vì theo quy luật hấp dẫn, bất cứ điều gì bạn nói về người khác là bạn cũng đang thu hút nó đến với mình. Hãy nói tôi yêu quý bạn vì chính bản thân bạn. Với mỗi điều mà bạn cảm thấy biết ơn về người khác, bạn sẽ thấy lòng biết ơn ấy nó sẽ chuyển hóa thành phép màu kỳ diệu. Nếu như bạn chưa biết cách làm thế nào để xây dựng những mối quan hệ tốt đẹp, để có được những cảm xúc tốt đẹp và luôn biết ơn những mối quan hệ xung quanh mình, thì hãy liên hệ ngay với Yến. Yến và Môi trường Doanh nhân Kiến Quốc Group sẽ hỗ trợ bạn, đồng hành cùng với bạn trong 30 ngày để thực hành lòng biết ơn bạn nhé. Cảm ơn bạn đã xem video. Xin chào các bạn. Đây là quyển sách ứng dụng kiến tạo cuộc đời thịnh vượng. Sách này chuyên về thực hành 28 ngày lòng biết ơn, biết cách thiết lập mục tiêu thông minh, biết cách quản lý thời gian, cách quản lý tiền hiệu quả, xây dựng 28 thói quen tốt, biết cách chăm sóc và yêu thương bản thân, xây dựng sự tự tin, tinh thần lạc quan, được nhiều người yêu quý và xây dựng gia đình hạnh phúc. Sách này có hơn 300 trang, bạn sẽ thực hành cuốn sách này trong vòng 3 tháng. Và đây là sách được cung cấp độc quyền chỉ có tại Doanh nhân Kiến Quốc Group, nên bạn không thể mua được bất kỳ nơi đâu trên thị trường. Và trong vòng 30 ngày đầu tiên, khi bạn ứng dụng cùng với Môi trường Doanh nhân Kiến Quốc Group, nếu như bạn ứng dụng nghiêm túc, làm theo đúng những gì được hướng dẫn mà bạn không có kết quả sau 30 ngày đầu tiên, thì chúng tôi sẽ hoàn lại tiền cho bạn gấp đôi số tiền mà bạn đã bỏ ra. Hãy liên hệ với Yến để được hỗ trợ hoặc nhắn tin vào trang để đặt mua sách bạn nhé.